Rồi Dương Kiển Bình An mến chào tất cả các bà con đang xem kênh à. Hôm nay em giao lưu với bà con là một số cây bonsai ha. Đó với linh sam, chiếu thủy, ổi, nguyệt quế và một cây trắng phước hồng lớn ha bà con. Trắng phước hồng, trắng tím ha. Đây là cây tùng ha bà con. Mã số 1. Đây. Mã số 1 này là một cây ngoại tùng ha bà con. Chiều cao là 40. Rồi em tiếp tục với cái mã số hồi sáng luôn ha. Là mã số 30 ha bà con. Sáng 29 giờ tới 30 ha. Tổng chiều dài tán là 84. Tán ngang là 70. Đó. Cây này rất là già cây ha bà con. Ngoại tùng ha. Một cây dáng đổ thiên nhiên ha. Đây. Hoành vị trí này là 11 ha bà con. Tổng cái hoành đế này là 30. Rồi cây mã số 30 này em giao lưu với bà con là giá 1 triệu 400 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc ha. Cây này cũng lớn ha bà con. Cái này em không ship chậu ha. Đây cái chậu nó thuần chậu gì nè ha. Rễ nó rất là mà mạnh rồi. Rồi 1 triệu 400 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại em là 0939 442212 ha bà con. 32. 32, 32 là một cây nu da đen ha. Nu da đen lá lớn, cây này nuôi cắt giật cốt cành cắt giật ha bà con. Cái này dạng cây bài ha. Chiều cao là 28. Tán ngang là 49. Đó. Dòng này thì nó rất là dễ ra bông ha. Mình chỉ cần cun tỉa nó lên đọt là lên bông ha. Đây cái này gốc rất lực ha. Đây em ra hoành vị trí này 23. Ở đây chắc củ rễ là nó 32. Đó, cái hoành đế của nó tổng cộng là 46 nha bà con. Cốt cành này cũng lớn rồi ha. Rồi mã số 32 này em giao lưu với bà con là giá 3 triệu 300 ngàn luôn chậu ha bà con. Em bao ship toàn quốc ha. Đây. Cây này về mình nuôi mình thả tiếp ha bà con. Khoảng một thời gian nữa cây rất là lên ha. Rồi. 33 là một cây nu da đen nữa ha. Đây cây này giá 2 triệu 3 ha bà con. Cũng cốt cành cắt giật nuôi ha. 24 là chiều cao. Đây tán ngang như là 43. Đó. Ở đây cắt đây nó dựng lọt lên đây ha. Đây, dáng này dáng trực lắc thôi nha bà con. Hoành là 18. Hoành đế là 39. Đây, gần bằng ngón tay cái em mà ha. Rồi, mã số 33, 2 triệu 300 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Ship luôn cái chậu ha bà con. Đó, vàng xương, vàng đùi nó rất lớn ha. Cái này nuôi đùi ha. Chủ yếu thả nuôi đùi ha bà con. 34 là một cây trung nu ha. Cây này phơm tàn thiên nhiên ha bà con. Cây này rất là già cây này, nó xù ra cốc mình ha. Cao là 38. Tán ngang nó là 61. Đó, cái này giá 600 ngàn ha bà con. Mã số 34 ha. Đang lên bông rất nhiều. Cái vàng bông lớn này chắc có thể tới nơi nó rụng ha. Đó. Hoành vị trí này là 26 ha bà con. Đây, cây nó xù nó nu lên. Nó rất là già cây rồi. Bông này thì nó rất là thơm ha bà con. Mã số 34 này em giao lưu với bà con là giá 600, em bao ship toàn quốc ha. Đây. Tháng này rất là dễ lên bông luôn, chỉ cần cun đọt nó là nó ra đọt là ra bông ha. Mình tỉa nó lên đọt lên bông ha. 35. 35 là một cây ổi tàu ha bà con. Đây, ổi này và nó rất là siêu trái ha, nó xiên trái. Cây này là cây thuần chậu cũng lâu ha, chiều cao nó là 39. Tổng cái phơm tán dài của nó là 86. Đó. Mã số 35 ha bà con. Đây cái hoành vị trí này là 16. Đây cây này rất quái cho nên nó nu ha. Nó dặn dặn nó nu lên ha. Đang có trái nha. Đang có trái. Đây một chùm nữa đây. Đó. Trái nó rất là thơm ha. Ăn chua chua ngọt ngọt ha bà con. Đây. Thân co quái rất là lắc luôn ha. Ở đây từ đây đây nó phình lên ha. Đó, cốt cành tán nó cũng mịn rồi. Cái này em giao lưu với bà con là 1 triệu 8 không chậu ha bà con. Em bao ship toàn quốc, em bó bầu đi ha. Đó. Cây dáng bay.
Đây tiếp tục là một cây nguyệt quế nha bà con. Đó, mã số 36. Đây. Cây này gốc đế rất đẹp, rất lớn ha. Phơm tàn thì nó ấm mình hết rồi. Lá chung bông chùm ha, chiều cao là 53, tán ngang là 60. Mã số 36 nha bà con. Hoành vị trí này là 25. Đó, mã số 36 này em giao lưu với bà con là 1 triệu ha, em bao ship toàn quốc. Đây. Cốt cành phơm tán được rất ấm rồi ha. Rồi, ok. Mã số 37. Đây, cây này giá 750 ha bà con. Chiều cao nó là 56. Tán ngang nó là 45. Đây. Lá chung bông chùm ha. Dòng nguyệt quế này thì bông rất là thơm. Đó. Hoành vị trí này là 17. Hoành cũ nó là 26. Rồi, cây này em giao lưu bà con là giá 750 ngàn. Ở 700 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Đấy, có đo chiều ngang chưa ta? Rồi, rồi 46 ha. Rồi, đổi cây. 38 là một cây nguyệt quế. Cây lá trung môn chùm luôn ha. Đây, cây này rất là quái ha bà con. Cây này dáng bay ha. Cây này em cũng bó bầu em cho đi ha. Chiều cao là 40. Tổng chiều dài tán là 66. Đây. Tổng cái hoành ngang đây ha, 26. Đây, cây cốt cành gắt quái ha. Được uống từ nhỏ ha. Đây, mã số 38 giá 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc ha bà con. Em không ship chậu ha, em bó bầu ha. Mã số 39. Đây. Cây này em xếp cái chậu luôn là có giá là 2,2 triệu ha bà con, một cây lá sắn bông chùm ha, cao là 62. Tán ngang là 73. Đây, dòng này cốt cành nó rất lớn, nuôi rất là lâu ha, cây rất là già luôn. Hoành là 17. Này có đế đầy đủ hết ha. Hoành đế là 33. Rồi mã số 39 em giao lưu với bà con là giá 2,2 triệu, một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Đây, cốt cành rất là già ha. À, này xả dây kẽm hết ha bà con. Rồi, đổi cây. Đây, 40 là dòng linh sam ha, em được mười mấy cây để giao lưu với bà con ha. Bự có, nhỏ có ha bà con. Cái này là sông hinh ha bà con. Sông hinh lá trung. Đang lên tược rất là đẹp luôn ha. Trời, nó mơn mởn chưa. Cao là 43. Đây, tổng cái chiều vừa dài tán ở vị trí này là 79. Một cây dáng rất là quái ha. Này đế sắp bốn mặt hết ha bà con. Hoành là gần 24 đến 23. Đó, dàn đế nó rất là lực ha. Đây, dàn xương chi nó rất là dày mịn ha. Đó, đường thân nó cũng co lắc nó đẹp. Rồi, mã số 40. Em giao lưu với bà con là giá 2,500 triệu. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi, đổi cây. Mã số 41 là một cây linh sam sông hinh. Này ghép trắng phớt hồng, này ra hai màu ha bà con. Nhánh bên đây là trắng phớt hồng, nhánh bên đây là màu tím linh sam sông hinh ghim ha. Đó. Chiều cao là 62. Cây lên hai màu, nhìn thấy bông nó lạ lạ, rất đẹp ha bà con. Tán ngang là 81. Đó, cây này rất lớn nha, cây già, rất là già cây à. Đó. Cái lá phớt hồng thì nó dài dài hơn tí ha, còn cái lá sông hinh nó tròn tròn. Đây là hơi nhỏ hơn. Đây em đo tổng hoành cái này lên một cốt 3 thân nha bà con, là 46 ha. Đó. Em đo một thân đại diện nó đây thử coi. Gần 24 ha bà con. Cây tán ra rất là đẹp ha. Cây này em giao lưu với bà con là có chậu luôn là 4,500 triệu, em bao ship toàn quốc ha bà con. Cây này rất lớn nha bà con.
Đây. Cốt cành cũng lớn, xương nó dày mịn hết rồi ha. Rồi, đổi cây luôn. Mã số 42 là một cây linh sam song hinh luôn ha bà con. Đây. Cái dòng song hinh này thì mình để bông nó cũng dễ ha, như siêu bông vậy ha. Chiều cao nó là 56. Tổng chiều dài tán là 89, ủa 98 nha. Đây tới đây. 98. Cây này song thân. Trực quyền ha bà con. Rất là đẹp. Cây này rất là già cây à. Đây, cái hoành vị trí là hai thân hoành dưới đây là nó 30 ha. Đó. Một thân này nó 17. Em đo tán ngang gì luôn ha. Ngang gì là 54. Rồi cái này em giao lưu với bà con là 3 triệu. Em bao ship toàn quốc. Mã số 42 ha bà con. Một cây linh sam song hình ha. Em đó. Cây này rất lớn ha. Cái thân nó co lắc rất là quái. Cốt cành nó gần ngón tay cái hết ha bà con. Nhỏ hơn tay cái một chút. Rồi đổi cây. Đây, tiếp tục là cây song hinh này rất là già cây ha bà con, lá nó gí nhỏ lại luôn rồi ha. Cây này có lên một lần ha bà con. Cái này giá 1 triệu 3 ha. Mã số 4, chiều cao là 40. Đó, cây này có lũa trên lưng này ha. Tán ngang là 56. Màu bông này đậm nhìn rất đẹp. Đây, lũa đây. Em đo cái già lỗ trên lưng nó chóc da, hoành đây là 20 ha bà con. Đó, cái này em giao lưu với bà con là 1 triệu 3, em bao ship toàn quốc. Rất là mịn luôn. Cái này lá nhỏ 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 nhìn rất là đẹp này, nó nằm chậu lâu là lá nó nhỏ lại. Đây, 44 là một cây linh sam siêu bông dáng quái ha, tàn ấm mịn hết ha. Cao là 34, tán dài là 49. Đó. Cây này em cũng còn nhiều ha, có số lượng ha bà con. Quanh là 14. Đây có củ đế dưới ha. Đó, cây này em mới tiến hành ép chậu ha. Đó, về có thể nó có thể lên bông luôn ha bà con. Mình bỏ nước nó xử lý lên bông được ha. Tại ép chậu nó cũng xuống cây à. 44 giá 800.000, em bao ship toàn quốc ha bà con. Đây. Rồi, đó, okay. Tiếp tục mã số 45 cũng là một cây siêu bông hai thân ha. Đây, một thân lớn, một thân nhỏ, nhìn cây nó rất là quái ha. Đây. Chiều cao là 39. Tổng cái tán như là 56. Đây, cây này nhìn rất quái ha. Đây, cái hoành vị trí này là 19 gần 20 ha bà con. Đây, cái củ đế nó đây ha. Nó còn xuống chứ ha. Vậy mình xử lý thêm ha bà con. Cái này em giao lưu với bà con là giá 1 triệu. Em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu ha bà con. Rồi đỡ cây. Okay. 46. 46 giá 900 ha bà con. Cao là 39. Tổng chiều dài tán là 50. Đây, cây này co quái tàn ấm mịn ha. Rất là đẹp. Cái này ở phần đế dưới còn ha bà con, em chưa có khai thác ha. Đó, hoành là 16. Đây, đế nó còn nằm dưới hết. Có đế hết ha. Về mình xử lý thêm ha bà con. Cái này em cắt, em ép chậu rồi ha. Đó, 46 em giao lưu bà con là giá 900 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi, đỡ cây. Mã số 47. 47 cũng đồng giá là 900 ha bà con. Đây, cái này lùng lực hơn ha. Cao là 33. Tán ngang là 46. Đây. Hoành eo vị trí này là 13. Đây nguyên một củ rất lớn ở dưới ha bà con. Đây 850 thôi, nó hơi bé hơn cây kia một tí. 850 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Đây. Rồi đổi cây. Tiếp tục mã số 48. Đây cây này rất là quái đẹp luôn ha bà con. Cây này giá 750 ha, nó hơi bé một tí. Cao là 27, tán ngang nó là 44.
rất là mịn cây ha. Đó, cái đường thân nó co lắc rất là quái ha. Vị trí này là 11 ha. Đây, củ nó còn nằm sâu dưới ha bà con. Đó, anh em đắp bột dừa lên ha. Rồi, cái này giá là 750 em bao ship toàn quốc ha. Đây, dàn xương cây nào như cái này rất là ấm luôn. Rồi, đổi cây. Mã số 49. Đây, cái này dàn lá nó dày. Rồi, 800 ngàn ha bà con. Cao là 30. Tổng chiều dài tán là 46. Đây, cái hoành vị trí này là 14 nha bà con. Đó. Rồi cái này em giao lưu với bà con là giá 800, em bao ship toàn quốc ha. Đây, cái dàn xương nữa đây. Lô này nuôi khoảng 1 năm ngoài ha bà con. Cốt cành nó cũng lớn rồi. Rồi, đổi cây. Mã số 50. Chiều cao là 35. Tán ngang như là 50. Đó. Lô này thân rất là quái đẹp. Đây, đó hoành đây đến 15. Đây, chỗ này chỗ lớn rồi. Đây đây, cũng 15 ha bà con. Một cục đế dưới lớn nha, em chưa khai thác. Cây này cũng phải có củ đế chứ. 50 giá 900 ha bà con, em bao ship toàn quốc ha. Đây. Rất là mịn luôn. Rồi, đổi cây. 51. Đó. Chiều cao là 30. Tán ngang nó là 46. Lô này toàn bộ là siêu bông nha bà con. Lô cây nhỏ nhỏ này ha. Hoành là 15. Đó, thân lắc lượng rất quái luôn. Này lô cây quái ha. Tàn ấm mịn. Rồi giá 800 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục là 52. Đây, cây này giá là 900 ha bà con. Cây đế rất đẹp ha. Cao là 39. Tán ngang nó là 48. Hoành vị trí này là 13. Đây, hoành củ đế dưới đây là 23 ha. Cái này em giao lưu với bà con là giá 900, em bao ship toàn quốc ha bà con. Siêu bông luôn ha. Đây, bông tàn nó đây, rất mịn ha. Rồi. 53 là một cây kim song hình ha bà con, 750 ngàn. Đế rất quái, cao là 39, tán ngang là 55. Đó. Kim song hình ha, dòng song hình lá kim, lá nhỏ. Hoành là 20. Đây, hoành đế như vậy là 36. 750 em bao ship luôn cái chậu này cho bà con ha. Em bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây. Tiếp tục là chiếu thủy ha bà con. Em được một cây chiếu thủy chung nu. Đó, dòng lá chung ha. Cái này là mặt cắt đã liền hết rồi. Không còn mặt cắt, mặt thẹo gì nữa ha. Cây rất là già cây. Cây này chuẩn chi. Cao là 36. Tán ngang như vậy là 47. Phơm tàn rất ấm ha. Đó. Đây, cái mặt thẹo nó đây không còn, mặt thẹo nó liền bích hết rồi. Đây một mặt, hai mặt không còn. Đây đây. Đó. Cái này dán trực lắc ha bà con, trực lắc dán hơi cao một tí ha. Đó. Đây 1 2 3 cành. Đủ. Đế thì cũng đều hết bốn mặt. Đó. Đây em tiến hành em đo để hoành ha. Hoành ngay vị trí này là 23. Đây cái hoành đế này dưới đây là 30 ha bà con. Chỗ này là 30 ha. Còn đế sát dưới đây ha là 42. Đây em giao lưu với bà con cây này giá là 2.500.000, em bao ship toàn quốc ha. Đó. Cây này là cây trung nu ha bà con. Cây không còn mặt cắt kéo hết rồi, không còn thẹo nữa ha. Cốt cành cũng lớn rồi. 2.500.000 em bao ship toàn quốc ha. Tiếp tục là cây trung nu. Đây cây này tai tán ha bà con, bông tai tán ha. Rất là bông luôn, cao là 44. Những cái bông mà nở nó sẽ rụng ha bà con. Mình chỉ chơi những cái bông mà nhỏ nhỏ bóp bóp ha. 39 là cây tán ngang. 16 là hoành. Rồi cây mã 55 400 ngàn em bao ship toàn quốc ha. 56 cũng đồng giá là 400 ha bà con. Đây cái dòng này thì đang giao lưu rất là mạnh ha. Cây giá cũng dễ chơi. Đó, tán ngang là 39 luôn ha bà con. Đây. Cái hoành vị trí này là 12. Cái này em giao lưu với bà con là giá 400 bao ship toàn quốc ha.
57 cũng 402 thân ha bà con, mẫu tử cao 49, tán ngang là 42. Đó. Cái này một thân lớn này nó khoảng 11 ha bà con. Dòng này thì bông nó rất là thơm, nó rất là xuyên bông tháng này luôn. Rồi 400.000 bao ship toàn quốc ha. Mã số 57 ha, mã số 58 cũng đồng giá là 400 ha bà con. Chiều cao 40, tán ngang gì 42 ha, 350 thôi, nó hơi yếu mấy nhánh này. Đó. Quanh vị trí này là 12, rồi 350.000 em bao ship toàn quốc ha. Rồi đổi cây. 59 là cây cuối clip ha, 400.000 ha bà con, hai thân ha. Chiều cao 46. Tán ngang là 40. Đó. Thôi chừa lại đi. Quanh là 9, rồi 400.000 ha. Bao ship toàn quốc ha bà con. Rồi cái này là cũng cuối clip, Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ clip. Rất mong được sự ủng hộ của những clip kế tiếp. Em chân thành cảm ơn.